Xin chào tất cả quý anh chị thân mến. Chào mừng tất cả quý anh chị đến với chương trình Facebook Live của Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ai đã vào live rồi, chúng ta cùng thả tương tác và comment con số 2 nhé. 2 trong tiếng Anh có nghĩa là xin chào quý anh chị nha. Xin chào. Hãy nâng cao sức khỏe của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Hãy có mặt tại chương trình này. Trong video lần này, Nam muốn chia sẻ với tất cả quý anh chị một trong những cái bí quyết tuyệt vời giúp chúng ta kết hợp thực phẩm đúng cách để có lợi nhất cho đường ruột của chúng ta. Và đây cũng là một cái chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Thời gian vừa rồi đã gửi nhiều câu hỏi về cho Nam là chị bị đau dạ dày thì chị ăn như thế nào, chị bị bệnh đường ruột chị ăn như thế nào, bây giờ chị không biết bắt đầu từ đâu và phải ăn như thế nào. Thì chương trình này sẽ giải đáp cho tất cả của anh chị. Chúng ta sẽ biết cách phối hợp thực phẩm sao cho nó đúng và có lợi nhất cho đường ruột của chúng ta. Rất nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, không biết phối hợp như thế nào. Và trong người đang có nhiều bệnh thì không biết là ăn như thế nào cho nó đúng. Thì chương trình tối nay á, Nam sẽ giải đáp một cách tổng thể cho tất cả mọi người ha. Giải đáp một cách tổng thể cho tất cả quý anh chị trong chương trình tối nay. Và nếu như các anh chị á mà thấy những cái chương trình Nam làm có giá trị lợi ích cho cộng đồng thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy kỷ niệm. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Và Nam Hà vô cùng biết ơn tất cả quý anh chị rất nhiều. Thế thì kết hợp thực phẩm là gì? Và nếu mà chúng ta kết hợp đúng á, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích gì? Thứ nhất á, nếu mà chúng ta kết hợp á, không có hợp lý á, thì nó đem lại cho chúng ta rất nhiều cái sự bất lợi. Thứ nhất á, là thức ăn nó sẽ bị lên men, thối rữa trong dạ dày. Nó sẽ khiến cho đường ruột chúng ta khó tiêu, khó làm việc. Nó xảy ra những cái hiện tượng như ở nóng, ở hơi, ở chua, dư axit ở trong dạ dày. Tinh thần chúng ta ủy oải, chúng ta mất tập trung, chúng ta tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc tiêu hóa. Nhiều người á, kết hợp thực phẩm không đúng á, nó làm đình trệ quá trình tiêu hóa từ 5 cho đến 12 tiếng. Nếu mà chúng ta ăn uống á, chuẩn mực ý, và biết cách phối hợp thực phẩm á, thì khoảng 3 tiếng đổ lại, muộn nhất là 3 tiếng. Còn nếu nhanh á, khoảng 1 tiếng rưỡi á, là thức ăn ở trong đường ruột nó phải được tiêu hóa sạch. Ở trong dạ dày nó phải được tiêu hóa sạch. Nhưng mà có nhiều người á, thì đã làm đình trệ cái quá trình tiêu hóa lên từ 5 đến 12 tiếng. Như vậy á, nó làm cho chúng ta bị tiêu hao quá nhiều năng lượng và enzyme. Tiếp theo này, khi mà chúng ta vô tình kết hợp thực phẩm không đúng á, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều rác thải, rất nhiều axit, rất nhiều chất độc trong máu. Và dần dần nó tích tụ khắp các tế bào. Lâu ngày nó sinh ra rất là nhiều bệnh cho cơ thể chúng ta. Rồi là nó kéo theo á, hệ miễn dịch chúng ta bị suy giảm chức năng. Chúng ta bị lão hóa sớm. Đó. Và giảm ham muốn tình dục. Đó chính là những cái điều á, mà chúng ta vô tình kết hợp thực phẩm không đúng cách. Còn nếu mà chúng ta kết hợp thực phẩm một cách khôn ngoan, thông minh và đúng cách á, thì chúng ta sẽ cải thiện chức năng đường tiêu hóa. Đặc biệt những người bị đau dạ dày, bị bệnh đường ruột á, nếu biết cách phối hợp thực phẩm á, thì hoàn toàn á, nó có thể chữa lành được bệnh đường ruột. Thứ hai, nó sẽ giúp chúng ta giảm cân một cách hiệu quả. Cái thứ ba á, giúp chúng ta có thêm năng lượng và thêm sinh lực sống dồi dào. Và cái thứ tư á, nó sẽ giúp cho sức khỏe tổng quát của chúng ta gia tăng. Nó sẽ giúp sức khỏe tổng quát của chúng ta gia tăng. Đó là những cái lợi ích khi mà chúng ta biết cách phối hợp thực phẩm đúng cách. Ok không nào? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là các anh chị có thực sự muốn biết cái cách phối hợp thực phẩm đúng cách hay không? Ok không nào? Rồi, thì chúng ta hãy cùng comment ở bên dưới giúp cho Nam nha. Và nếu như chương trình tối ngày hôm nay mà nó giá trị với tất cả quý anh chị á, thì nó giá trị với biết bao nhiêu người bên ngoài. Thành ra là mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Và Nam Hà biết ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều đấy các anh chị.
Bây giờ Nam xin chia sẻ cái thời gian tiêu hóa của các thực phẩm khác nhau. Tương ứng với một cái thực phẩm á, nó có một cái thời gian tiêu hóa khác nhau. Có những cái thực phẩm thì tiêu hóa lâu, nhưng có những cái thực phẩm tiêu hóa rất là nhanh. Có những cái thực phẩm á, nó đi hết cái đường ống tiêu hóa của chúng ta thì rất là nhanh, nhưng có nhiều cái thực phẩm nó đi hết cái đường ống tiêu hóa chúng ta nó mất rất nhiều thời gian. Nam lấy đơn giản nhé, nếu như mà chúng ta ăn thực vật á, thì nó mất khoảng 24 tiếng để nó đi hết toàn bộ đường ống tiêu hóa, là từ miệng của chúng ta đến điểm cuối cùng là hậu môn, là nó mất khoảng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn thịt á, thì nó kéo dài từ 2 đến 5 ngày nó mới đi hết được đường ống tiêu hóa của chúng ta. Sự khác biệt hoàn toàn nó nằm chỗ đấy. Vậy thì các anh chị ạ, cái thực phẩm mà dễ tiêu nhất ý, cái thực phẩm mà dễ tiêu nhất các anh chị, đó là nước lọc tự nhiên. Chúng ta cùng comment giúp cho Nam ở bên dưới, đó là nước lọc tự nhiên. Nước cũng là một dạng thực phẩm mà. Thậm chí là trong người chúng ta 70% cơ thể chúng ta là nước mà. Do đó nước cũng là một dạng thực phẩm. Mà người nào mà giữ được nước trong người nhiều á, khi về già thì người đó sẽ trẻ hóa lâu. Khi mà cái đường ruột chúng ta nó rỗng ý, mà chúng ta uống nước á, thì khoảng 3 đến 5 phút thôi là nó đã đi hết đường ống tiêu hóa rồi. Nó đã có mặt ở cái ruột già của chúng ta rồi. Rất nhiều người á, đã được Nam hướng dẫn hỗ trợ cái liệu trình thải độc đại tràng bằng cà phê á, làm sạch đại tràng, làm sạch đường ruột á. Và bây giờ đường ruột của họ thông rồi á, họ bảo là sáng ngày mai thức dậy họ uống một ly nước ấm ý, thì sau khoảng 3 đến 5 phút á, họ đã cảm thấy nó ấm ở khu vực đại tràng rồi, bụng dưới rồi các anh chị nhé. Cái thực phẩm dễ tiêu thứ hai á, đó là nước ép rau củ quả. Nước ép trái cây hoặc nước ép rau củ quả thì nó mất khoảng 15 đến 20 phút để tiêu hóa. Ví dụ là nước ép cần tây, nước ép cà rốt, nước ép dưa leo, nước ép cà chua, nước ép củ cải đỏ, nước ép củ cải đường, nước ép dứa, nước ép cam, tất cả những cái tự nó ở dạng lỏng mà các anh chị, nó ở dạng lỏng nên là nó rất là dễ tiêu, nó chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút để tiêu hóa thôi. Tiếp theo á là nó ở cái dạng sền sệt. Sền sệt thì nó chính là sinh tố, sinh tố rau ăn lá, sinh tố trái cây, nó mất khoảng 20 đến 30 phút để tiêu hóa. Và bây giờ đó là trái cây, bây giờ đến là trái cây nhé các chị. Trái cây á thì nó mất trung bình cộng là 30 phút để tiêu hóa. Và cái thứ trái cây mà dễ tiêu nhất ý, đó là dưa hấu. Dưa hấu là nhiều nước nhất, thành ra là nó dễ tiêu nhất. Những cái loại trái cây nào mà nó có vị chua á, như là xoài, là cóc ấy, thì nó mất khoảng 35 đến 40 phút để tiêu hóa. Còn những cái loại quả mỏng á, như là cam, đó, bưởi á, thì nó mất khoảng 30 phút để tiêu hóa. Tiếp theo các chị, cái loại thực phẩm dễ tiêu á, mà nó có nguồn gốc từ thực vật á, đó chính là rau sống. Rau sống, chúng ta cùng comment giúp cho Nam. Rau sống rất là dễ tiêu, nó mất khoảng 30 đến 40 phút để tiêu hóa. Nếu mà chúng ta ăn salad á, rau sống á, mà chúng ta trộn thêm dầu ô liu á, thì nó mất khoảng 60 phút để tiêu hóa. Có nghĩa là thêm một chút chất béo vào á, là nó đã khó tiêu rồi. Ok các anh chị. Đó. Tiếp theo á, rau củ quả hấp luộc thì nó mất khoảng 40 phút để tiêu hóa. 40 phút để tiêu hóa. Còn á, những cái loại rau củ mà chứa tinh bột á, chứa đường bột á, ví dụ là khoai tây, khoai lang, ngô, bắp ấy, thì nó mất khoảng 60 phút để tiêu hóa. Mọi người ha. Còn những cái loại tinh bột như là cơm gạo, đó, cơm gạo, các loại đậu thì nó mất khoảng 60 đến 90 phút để tiêu hóa. Cơm gạo như là cơm gạo trắng này, cơm gạo lứt này, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, bột ngũ cốc ấy, thì nó mất khoảng 60 phút đến 90 phút để tiêu hóa. Cái loại hạt ấy, mà nó giàu đạm nhất
đó chính là đậu nành, thì nó mất khoảng 90 phút đến 120 phút để tiêu hóa. Tại sao các loài đậu, các họ nhà đậu với là đậu nành lại có cái thời gian tiêu hóa lâu hơn? Là bởi vì nó giàu protein. Nó giàu protein á, nên là thành ra cái thời gian tiêu hóa nó lâu hơn. Các loài hạt vỏ cứng như là hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt lanh, hạt điều á, mất khoảng 2,5 tiếng đến 3 tiếng để tiêu hóa. Còn nếu như nhà nào á, mà có một cái máy được gọi là máy làm sữa hạt, thì chúng ta làm sữa hạt mắc ca, làm sữa hạt điều á, làm sữa hạt lanh á, thì nó mất khoảng 90 phút để tiêu hóa. Có nghĩa là chúng ta hãy tư duy giúp cho Nam á, là nó ở dạng lỏng là dễ tiêu hóa. Tiếp theo bây giờ là thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Ví dụ nhá, lòng đỏ trứng gà, lòng đỏ trứng gà các anh chị nhá, nuốt sống là tốt nhất. Thì nếu mà chúng ta ăn lòng đỏ trứng gà hoặc là lòng đỏ trắng lòng đỏ trứng á, thì mất khoảng 30 phút để tiêu hóa. Còn á, nếu mà chúng ta ăn nguyên quả thì nó mất 45 phút để tiêu hóa. Và trong cái quả trứng á, cái lòng trắng á là toàn protein thôi. Thành ra những cái người mà tập gym, tập thể hình á, người ta chỉ ăn lòng trắng và bỏ lòng đỏ. Nhưng mà cái lòng đỏ là cực tốt các anh chị nhé. Nhưng mà nó tốt nhất là khi chúng ta hấp sống, khi chúng ta ăn sống. Các loài cá nó mất khoảng 30 đến 60 phút để tiêu hóa. Cá rất dễ tiêu, bởi vì cái mỡ ở trong cá nó có cái thành phần omega 3. Và mỡ cá khi mà đi vào người á, nó vẫn tan ở trong máu ở dạng lỏng. Thịt gà chúng ta ăn mất khoảng 1,5 đến 2 tiếng để tiêu hóa. Thịt bò thì mất khoảng 3 đến 4 tiếng để tiêu hóa. Còn cái loại thịt mà khó tiêu nhất ấy, đó là thịt lợn hay còn gọi là thịt heo, mất khoảng 5 tiếng. Vậy thì cái bí quyết nó nằm chỗ này cái gì này? Cái bí quyết nó nằm chỗ này các chị nha. Cái nào lỏng thì chúng ta ăn trước. Cái nào sền sệt thì chúng ta ăn giữa. Và cái nào chắc đặc thì chúng ta ăn sau. Cái nào á mà thực vật thì chúng ta ăn trước, còn cái nào động vật chúng ta ăn sau. Ví dụ nhá, nước lọc tự nhiên thì chúng ta sẽ uống giữa các bữa ăn. Ví dụ là giờ ăn trưa là 12 giờ thì chúng ta sẽ uống giữa các bữa ăn chính là 9, 10, 11 giờ và cách bữa ăn chính khoảng 1 tiếng. Như vậy á, nước á là thực phẩm dễ tiêu nhất, chỉ mất khoảng 5 phút để tiêu hóa. Thì chúng ta dùng đầu tiên và chúng ta dùng giữa các bữa ăn. Tuyệt đối nước không bao giờ được dùng trong bữa ăn và ngay sau bữa ăn. Tại sao vậy? Ngay trong bữa ăn á, mình uống nước vào, nó làm loãng cái dịch vị axit. Ngay sau bữa ăn á, thì đường ruột nó đang tiết ra rất nhiều dịch vị để tiêu hóa, mình uống vào á, nó cũng làm loãng dịch vị axit. Do đó nước á, nước lọc tự nhiên á, là bổ sung giữa các bữa ăn. Và chúng ta sử dụng đầu tiên. Tiếp theo á, thì chúng ta dùng gì? Dùng nước ép rau củ hoặc chúng ta dùng nước ép trái cây. Nhưng mà trái cây thì Nam khuyên tất cả quý anh chị ở đây á, là nên ăn sống, không nên ép. Còn nước ép rau củ á, thì chúng ta nên ép ra chúng ta uống. Ví dụ cái quả cà rốt á, khi mà chúng ta ăn sống thì rất là hăng, nhưng mà chúng ta uống nước ép của nó thì ngon tuyệt vời luôn. Nhưng mà quả cam á, tại sao Nam khuyên tất cả quý chị nên ăn? Và trái cây Nam khuyên tất cả quý chị nên ăn, bởi vì á, chúng ta có răng mà. Và giá trị của việc chúng ta nhai á, là nó hòa cùng với nước bọt.
thì chất lượng tiêu hóa sẽ tốt hơn. Cái thứ hai á, khi chúng ta ăn cả cái bã thì chúng ta sẽ hấp thụ được cả chất xơ. Ví dụ có cái quả cam ấy thì chất xơ trong đấy rất nhiều, nhưng mà chúng ta ép cái nước ấy chúng ta uống á, thì chúng ta đã loại bỏ đi chất xơ rồi. Tiếp theo á, chúng ta hay ăn cái thứ đó là sền sệt, chính là sinh tố. Chúng ta có thể ăn sinh tố rau ăn lá, sinh tố các loại trái cây, nó sền sệt. Và xin thưa các anh chị á, cái thực phẩm mà tốt nhất cho người bị ung thư á, đó là sinh tố rau ăn lá hoặc nước ép rau củ. Nói thật với các anh chị á, ung thư nó không đáng sợ đâu, chẳng qua là mình không biết cách thôi. Ung thư chỉ uống nước ép rau củ thôi, chỉ hấp thụ thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật tươi sống thôi, nó sẽ chữa lành hoàn toàn cho mình. Nó tuyệt vời lắm đấy các anh chị. Tiếp theo á, đó là chúng ta ăn trái cây. Trái cây là phải ăn trước bữa ăn 30 phút. Trái cây là miền Nam người ta gọi trái cây, nhưng mà miền Bắc người ta gọi là hoa quả. Tại sao trái cây lại ăn trước bữa ăn 30 phút? Bởi vì trái cây nó chứa đường và nó là thực phẩm dễ tiêu hóa. Thì Việt Nam mình thường xem trái cây là cái món tráng miệng sau bữa ăn. Đó là điều hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta đã ăn no và chất đầy cái dạ dày chúng ta rồi, mà chúng ta lại ăn trái cây nó trồng thêm một lớp ấy, thì có phải rằng là cái trái cây nó phải xếp hàng ở đấy chờ cho tiêu hóa tinh bột thịt trước, mà thịt thì mất 3-4 tiếng để tiêu hóa, tinh bột thì mất khoảng 90 phút để tiêu hóa, thì cái trái cây nó nằm ở phía trên cùng á, nó sẽ lên men thối rữa ngay ở trong cái dạ dày chúng ta và nó sẽ tạo thành chất độc. Thành ra ăn trái cây ngay sau bữa ăn chẳng những không giúp chúng ta hấp thu được những cái chất tốt, mà nó lại trở thành chất độc có hại. Có phải là trung bình trái cây á, nó mất 30 phút để tiêu hóa, thì chúng ta hãy ăn trước bữa ăn 30 phút. Thì đến cái bữa ăn chính á, nó đã hấp thu hoàn toàn rồi. Và mình ăn đến đâu nó hấp thu đến đấy, đúng không? Mình uống nước sau 5 phút, nước nó đã còn nằm trong tế bào rồi. Sau đó mình uống nước ép rau củ, ngay 15 phút sau nó tiêu hóa sạch. Sau đó mình ăn trái cây. Đó. Thì nếu mà chúng ta ăn như thế, nó giúp chúng ta hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng. Cái thứ hai, nó không bị chồng chéo. Và cái thứ ba, nó giảm cảm giác thèm ăn ở bữa chính. Nó sẽ giúp chúng ta giảm cân một cách hiệu quả. Ok không các chị? Trong bữa ăn chính thì chúng ta ăn cái gì trước? Cái điều sai lầm của mọi người đây là ăn xong rồi mới húp canh. Vậy thì Nam đã nói rồi đấy, cái nào lỏng thì chúng ta dùng trước. Thành ra khi á, chúng ta vào khách sạn 5 sao á, người ta sẽ cho mình một bát súp trước. Nó là dạng lỏng mà. Mình sẽ ăn một bát súp trước, đúng không? Để tráng miệng. Hoặc người ta sẽ cho mình một đĩa rau sống salad để chúng ta ăn lót cái dạ dày chúng ta trước. Tại sao vậy? Tại vì cái bát súp đấy nó dễ tiêu. Cái thứ hai, cái đĩa salad đấy nó là rau sống, nó mất có 40 phút để tiêu hóa. Đó là lý do, nó có lý do cả. Vậy thì trong bữa ăn á, cái nào lỏng dùng trước, có nghĩa là canh á, chúng ta phải uống đầu tiên. Hãy làm bát canh trước cái đã. Đó. Sau đó cái gì dễ tiêu thì chúng ta ăn trước. Lúc nãy Nam đã chia sẻ rồi đó. Thực vật chúng ta ăn trước. Rau củ quả hấp luộc chúng ta ăn trước. Rau sống ăn trước. Sau đến rau củ quả hấp luộc. Sau đó là rau củ quả chứa tinh bột. Và thịt thì ăn sau cùng. Thì nó sẽ xếp từng lớp trong dạ dày. Và nó tiêu hóa, nó không bị chồng chéo. Mọi người hình dung điều này không?
Chứ không mà chúng ta cứ ăn tùm lum ý thì là cái đường ruột chúng ta nó là gánh nặng, nó bị chồng chéo. Đặc biệt á, những người bị bệnh đường ruột á thì tốt nhất á, mỗi một bữa chỉ nên ăn một món thôi. Tại sao vậy? Tại vì á, tương ứng với một loại thực phẩm nó sẽ có một cái dịch vị axit tiết ra khác nhau. Mà bây giờ chúng ta ăn đủ các thể loại thì nó tiết ra không đủ, nên là thành ra thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết nó đã sình thối lên men, thối chỗ độc hại ở trong cái dạ dày chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ ăn một món thôi thì nó làm việc rất nhẹ nhàng. Nó giống như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì chỉ có một thành viên nên là rất dễ quản lý, rất dễ giám sát. Nhưng mà bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn 10 thành viên á, thì đòi hỏi phải có kiến thức và kiểm soát rất khó, điều hành rất khó rồi, đúng không các chị? Thì thức ăn cũng như vậy. Nếu mà những người bị đường ruột á, thứ nhất ăn một món hoặc hai món, và nên ăn có nguồn gốc từ thực vật. Thứ hai phải nhai kỹ và ăn ít lại, thì đường ruột nó sẽ làm việc rất là nhẹ nhàng. Ok các anh chị. Nhiều người nói với Nam, thế bây giờ ăn có một món và ăn ít lại như thế thì cô làm sao mà có sức? Xin thưa các anh chị, chúng ta đừng cố nhồi nhét khi mà cơ thể chúng ta quá thừa. Các anh chị có biết vì sao mà người càng béo á thì ăn càng nhiều không? Tại vì cái người béo á, họ ăn những cái thực phẩm nó là calo rỗng, là vô bổ. Họ chỉ sướng cái miệng một cách giả tạo, nhưng mà họ không thể cung cấp bất kỳ một cái chất tươi sống nào cho cơ thể. Cái thức ăn của họ ăn á, nó không có lực chữa lành, không có cái enzyme, không có cái vitamin, không có bất kỳ một cái chất tươi sống nào để kích hoạt cái lực chữa lành cả, mà chỉ là những cái calo rỗng vô bổ. Nó chỉ giúp chúng ta sống qua ngày thôi, chứ nó không thể giúp các tế bào phục hồi, tái tạo, chữa lành, chữa bệnh. Thành ra cơ thể cố gắng vắt kiệt nhưng mà không tìm thấy bất kỳ một cái chất tươi sống và chất tốt nào có lực chữa lành cho cơ thể, thì nó phải tăng cái lượng đầu vào bằng cách là ăn nhiều để cố gắng tìm kiếm. Nhưng mà tìm hoài tìm không ra các anh chị. Thành ra những cái người mà ăn uống bậy bạ, ăn những cái thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn công nghiệp, đồ hộp á, mì tôm các thứ á, thì họ càng ăn ấy, họ càng bị thiếu chất. Bởi vì họ chỉ ăn những cái calo rỗng vô bổ thôi. Chỉ ăn những cái chất tạo màu, chất tạo mùi, thuốc nhuộm, hóa chất độc hại thôi, chứ không có bất kỳ một cái chất tốt nào để chữa lành cho cơ thể cả. Không có một cái chất tốt nào để nó vào, nó dưỡng sinh các tế bào cả. Đó. Nên là thành ra lý do vì sao mà càng béo thì ăn càng nhiều. Và họ ăn rất là nhanh. Nói đến đây á, các anh chị nếu mà thấy cái video này có giá trị á, thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy kỷ niệm cho Nam Hà một nút chia sẻ. Để chúng ta lan tỏa cái livestream này, để chúng ta giúp đỡ được thật nhiều người, thật nhiều người trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng lại những cái ngày tháng mà chúng ta đi ăn cỗ, chúng ta đi dự đám cưới á, chúng ta đi ăn cỗ lớn á, thì nhiều món quá mà, 10 đến 12 món, đặc biệt rất nhiều loại thịt. Hoặc là chúng ta đi ăn buffet á, chúng ta đóng khoảng 300 ngàn và chúng ta tiếc tiền. Chúng ta cố gắng là cái gì chúng ta không ăn, mỗi thứ phải ăn một chút, nhồi nhét, không là tiền thì đóng rồi.
đằng nào tiền cũng mất rồi, bây giờ phải ăn thật nhiều thì mình mới hòa vốn. Không ý là mình đóng mấy trăm ngàn mình lỗ. Và xin thưa các anh chị, khi chúng ta ăn nhiều như thế về chúng ta ôm cái bụng, lúc đó chúng ta mới biết là nỗi khổ của việc ăn nhiều. Bởi vì thịt bò chúng ta không ăn, thịt lợn chúng ta không ăn, thịt gà chúng ta không ăn, thịt dê chúng ta không ăn, lẩu chúng ta không ăn, đồ nướng chúng ta không ăn, đó, rau chúng ta không ăn, cá chúng ta không ăn. Và chúng ta ăn nhiều quá các anh chị, chúng ta bị bổi thực. Chúng ta ăn nhiều quá, thức ăn á nó chồng chéo ở bên trong và nó vượt quá sức chịu đựng của đường ruột chúng ta. Do đó ăn xong về là ôm cái bụng và mệt mỏi kéo dài và buồn ngủ. Đó. Thế thì bây giờ này, những cái điều tối kỵ trong việc kết hợp thực phẩm, đây là điều rất tuyệt vời. Tại sao mà cái bệnh dạ dày ở Việt Nam mình càng ngày càng tăng chóng mặt? Tại sao là ung thư dạ dày, viêm dạ dày, đau dạ dày, hang vị dạ dày, HP, tá tràng, đó rồi là đại tràng, viêm đại tràng, polyp đại tràng, viêm loét đại tràng rất nhiều. Tại vì chúng ta vô tình kết hợp không đúng thực phẩm. Đầu tiên á, cái điều tối kỵ á, đó là tinh bột kết hợp với vị chua. Chúng ta hãy cùng comment giúp cho Nam, đó là tinh bột thì kỵ nhất là kết hợp với vị chua. Ha. Chúng ta hãy cứ comment đi, sau đó Nam giải thích cho. Tinh bột thì không được kết hợp với vị chua. Tinh bột là gì? Tinh bột là cơm gạo. Những cái thực phẩm giàu tinh bột ở đây á, đó là khoai tây này, rồi là khoai lang này, các họ nhà đậu này, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh này, đó là tinh bột đấy. Hạt bắp này thì không nên kết hợp với vị chua. Tại sao vậy? Khi chúng ta bây giờ Nam nói nha, chúng ta hãy tưởng tượng đến cái một miếng chanh chúng ta đang cho vào miệng đi. Chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta đang cắt một lát chanh mỏng, mỏng nước luôn. Chúng ta từ từ chúng ta đưa vào miệng, chúng ta nhấm nháp cái miếng chanh đấy. Hoặc là chúng ta bắt đầu đang thái những cái lát xoài, nó vàng ươm ý, chúng ta lấy từng miếng chúng ta cho vào miệng. Thì Nam vừa mới nói như vậy á, thì nước miếng của chúng ta nó đã bị ứa ra rồi. Thì khi chúng ta ăn đồ chua á, thì nước bọt chúng ta nó tiết ra nhiều, nhưng mà nó loãng, nó như nước lã. Mà tinh bột thì được tiêu hóa bởi nước bọt, tiêu hóa ngay ở khoang miệng nếu chúng ta nhai kỹ. Nào, kết thúc cái livestream này, chúng ta hãy nhai một miếng cơm gạo trắng, hoặc là sáng ngày mai chúng ta hãy nhai một miếng xôi thật lâu, có thể là 100 đến 150 lần. Chúng ta càng nhai á thì nó càng ngon càng ngọt. Đặc biệt nó có một cái vị ngọt đặc trưng khi mà chúng ta nhai một miếng cơm, một miếng xôi thật kỹ. Bởi vì càng nhai bao nhiêu thì nước bọt nó ứa ra càng nhiều. Mà nước bọt nó ứa ra càng nhiều thì nó sẽ thủy phân tinh bột. Nó sẽ có cái phản ứng hóa học, đó là cái enzyme amylase trong tuyến nước bọt ấy, nó có cái tính kiềm á, nó sẽ phản ứng thủy phân tinh bột. Nó sẽ tạo ra một loại đường là được gọi là đường maltose. Nó tiêu hóa ngay ở khoang miệng. Thành ra chúng ta mới cảm thấy có vị ngọt. Như vậy là tinh bột thì được tiêu hóa bởi nước bọt của chúng ta, mà cái vị chua thì nó làm loãng cái nước bọt của chúng ta như nước lã. Do đó khi chúng ta kết hợp hai thực phẩm như thế này á, thì nó bất lợi cho đường tiêu hóa chúng ta. Mọi người hình dung được điều này không? Tiếp theo á, đó là
Đạm và vị chua. Đạm chính là protein đấy các chị. Đạm và vị chua. Các loại thịt á, các loại đạm á thì sẽ được tiêu hóa bởi cái nồng độ axit ở dạ dày á rất cao. Rất cao. Và nó là loại thực phẩm khó tiêu. Nhưng mà các vị chua á thì nó làm cho nước bọt chúng ta ứa ra nhiều, mà ứa ra nhiều thì nó có tính kiềm ở trong đó, nó loãng nhưng mà nó có tính kiềm. Thứ hai là các vị chua nó ức chế dạ dày tiết ra dịch vị, thành ra khi chúng ta kết hợp hai cái thực phẩm này nó bất lợi cho đường ruột chúng ta. Mọi người có hiểu không nhỉ? Protein á, hay còn gọi là đạm ấy, thì nó được tiêu hóa bởi dịch vị axit nồng độ cao. Nhưng mà các thực phẩm vị chua á, thì nó ức chế tiết ra các dịch vị. Thứ hai á, nó làm cho nước bọt chúng ta ứa ra nhiều, mà nước bọt chính là kiềm. Nó rơi xuống á, nó sẽ trung hòa cái dịch vị axit ở trong dạ dày, thành ra nó bất lợi cho đường tiêu hóa chúng ta. Mà nó chưa kịp được tiêu hóa, nó tổn cùng với dịch vị á thì nó tiêu hóa không hết, mà nó nằm ở trong đó thì nó tạo ra chất độc. Tiếp theo các chị này, tinh bột và chất đạm. Tinh bột và chất đạm nhá. Tinh bột là cơm, cơm gạo trắng, đúng không? Chất đạm chính là thịt. Thế thì nhiều chị phàn nàn với Nam ạ. Thế thì bây giờ không ăn cơm với thịt thì ăn cơm với cái gì bây giờ? Chúng ta ăn không sao cả. Nhưng mà càng về lâu về dài ấy, thì đường ruột chúng ta nó càng hư hỏng. Đương nhiên chúng ta ăn một ngày hai ngày nó không sao. Nhưng mà chúng ta ăn hàng chục năm á thì đường ruột chúng ta nó sẽ bị hư hỏng. Thì tốt nhất là chúng ta tránh cái này thì nó tốt nhất cho cái đường ruột chúng ta. Cái tinh bột tinh chế là cực kỳ độc. Cái loại tinh bột tinh chế độc nhất á chính là bánh mì trắng. Tinh bột là cơm gạo. Cũng là cơm gạo nhưng mà cơm gạo lứt á thì nó rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ ở trong đấy. Nhưng mà cơm gạo trắng á thì nó giàu tinh bột. Trên 90% là tinh bột. Nhưng mà tinh bột tinh chế lại cực kỳ nguy hiểm. Tinh bột tinh chế là chính là bánh mì trắng đó, các loại bánh bánh mì sandwich ấy, mà nó càng trắng thì nó càng độc. Thì tinh bột nó được tiêu hóa bởi cái nước bọt, mà nước bọt nó có tính kiềm mà nó thủy phân tinh bột, nó tiêu hóa ngay ở khoang miệng. Thì chúng ta phải nhai thật kỹ, còn nếu không á chúng ta nhai dối á, đặc biệt là bánh mì, khi chúng ta nuốt xuống á, nuốt vào trong đường dạ dày á, nó sẽ nở ra. Và khi nó nở ra thì nó hòa cùng với cái dịch vị axit á, nó sẽ sình thối ở trong dạ dày chúng ta. Thậm chí nó đóng keo vào vón cục của trong đường ruột chúng ta. Nhiều người bây giờ bị táo bón và bị tắc đường ruột á là do ăn tinh bột tinh chế quá nhiều. Nó đóng cục ở trong đường ruột chúng ta, nó vón cục ấy, nó đóng keo trong đó. Chúng ta thấy các loại keo có phải làm từ tinh bột không? Ví dụ keo dán giấy này, keo sữa này, các loại keo mà làm mô hình dán ấy, nó đều làm từ tinh bột, nó rất dính. Hoặc là chúng ta mà chúng ta thử lấy cái cơm dẻo chúng ta nấu ấy, cái loại gạo nào mà gạo dẻo các chị? Gạo càng dẻo bao nhiêu á mà nấu xong á chúng ta có thể làm keo được, bởi vì nó dính rất chặt. Thành ra là tinh bột tinh chế cũng như vậy, nó không được tiêu hóa hết á, nó sẽ vón cục ở trong đường ruột chúng ta, nó đông cứng bên trong á và nó làm tắc ruột chúng ta. Tuyệt đối tránh xa là tinh bột tinh chế, hãy ăn ngũ cốc nguyên cám đó, hoặc là tinh bột chưa tinh chế. Thì tinh bột thì được tiêu hóa bởi nước bọt là nó có tính kiềm, nhưng mà chất đạm thì được tiêu hóa bởi
dịch vị axit nồng độ cao, mà hai cái này nó đối kháng nhau. Axit với lạc kiềm á, nó đối kháng nhau mà. Đó, thế thì á, nó sẽ làm bất lợi cho đường tiêu hóa chúng ta. Thì nếu mà chúng ta ăn lâu dài thì đường truyền chúng ta nó hỏng. Chúng ta phải ăn làm sao để mà cái đường truyền chúng ta nó trẻ hóa lâu á, nó sạch lâu á. Tiếp theo á, đó là các loại chất đạm với nhau. Lúc nãy Nam chia sẻ rồi đúng không? Thịt gà thì mất khoảng 1,5 đến 2 tiếng để tiêu hóa. Thịt bò thì mất 3-4 tiếng. Nhưng mà thịt lợn thì mất 5 tiếng. Bình thường á, thịt đã khó tiêu rồi, bây giờ lại ăn nhiều loại thịt á, thì nó lại càng khó tiêu. Thành ra tại sao mà đi ăn buffet, đi ăn cỗ, vậy chúng ta lại ôm cái bụng của chúng ta, bởi vì chúng ta ăn quá nhiều loại thịt, chính là các loại đạm khác nhau. Thì thành ra đường ruột chúng ta nó không tiêu hóa kịp, và nó đều trở thành rác thải độc hại, đều biến thành các axit độc hại. Thịt là một cái thực phẩm khó tiêu và nó không tốt cho cơ thể chúng ta. Bởi vì á, khi chúng ta ăn vào á, thì nó chỉ hấp thu được khoảng 20%, còn 80% nó tống ra ngoài. Do đó những người mà ăn thịt á, thì cái mùi phân rất là hôi thối. Sự thật là như vậy. Và cái chất tốt ở trong thịt á, thì nó ít. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn nó nhiều á, nó tạo ra những cái chất có hại như là rác thải axit trong cơ thể chúng ta, thì nó lại quá nhiều. Thành ra chúng ta hạn chế được thịt á, là tốt cho chúng ta. Tiếp theo đó là đạm và dầu mỡ. Đạm là protein, là thịt chứ các chị, là hải sản, cộng với dầu mỡ. Dầu mỡ là rất khó tiêu rồi. Khi mà chúng ta ăn dầu mỡ vào là gan chúng ta nó làm việc rất là mệt mỏi. Cái lá gan chúng ta nó phải xả rất nhiều dịch mật để nó tiêu hóa cái mỡ. Nên là những cái người nào á, mà ăn nhiều dầu mỡ á, thì cảm thấy người rất là nặng nề. Bởi vì dầu mỡ nó là nguyên tố đất, nó nặng, nó chắc đặc. Và khi chúng ta ăn vào người nó rất là nặng, bụng chúng ta rất là nặng nề. Thì bình thường mỡ nó đã khó tiêu rồi, bây giờ lại cộng thêm ông thịt nữa, nó cũng cực kỳ khó tiêu. Dầu thực vật ý, chúng ta chiên rán nó rất là khó tiêu rồi, bây giờ lại ăn thêm thịt, mà trong thịt lại có mỡ, mỡ động vật trong đấy nữa. Thành ra nó làm cho đường của chúng ta bị kiệt quệ. Và mỗi một lần ăn nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tiêu tốn rất nhiều enzyme ở trong đường truyền chúng ta. Nên là tại sao lại nói là căng da bụng thì trùng da mắt? Bởi vì sao? Chúng ta ăn xong á, toàn bộ máu ở não này, các chi này tập trung vào, nó quay về, nó tập trung vào đường ruột để nó tiêu hóa. Thứ hai là toàn bộ năng lượng dự trữ enzyme á, nó tập trung cho vấn đề tiêu hóa, thành ra chúng ta buồn ngủ và chúng ta bị mệt mỏi kéo dài, bởi vì chúng ta đã tiêu hao quá nhiều năng lượng dành cho việc tiêu hóa thức ăn khó tiêu. Thành ra Nam mới nói là chúng ta đừng có cố nhồi nhét khi mà cơ thể chúng ta quá thừa. Có một cái điều đặc biệt ở đây á, là cơ thể chúng ta nó tự chuyển hóa thức ăn thừa, rác thải trong người chúng ta trở thành năng lượng. Thành ra những cái người béo phì, các chị béo phì mà thừa khoảng 30-40 cân ấy, béo phì ở nước ngoài ấy, không ăn 3 tháng không bao giờ chết được. Người nó chỉ sọt xuống thôi. Bởi vì cơ thể chúng ta nó lấy dinh dưỡng từ các mô mỡ thừa trong người, rồi rác thải trong người, để nó tổng hợp thành protein đặc trưng cho cơ thể. Thành ra yên tâm là không chết được đâu. Bởi vì Nam đã từng nhìn ăn 12 ngày để thải độc và thanh lọc cơ thể, và Nam hiểu cái cơ chế này nó rất là rõ. Các anh chị ha.
Tiếp theo á, trước các bữa ăn á thì tuyệt đối không ăn đường, nước ngọt, nói chung là đồ ngọt. Đồ ngọt chúng ta phải biết rằng là đồ ngọt tinh chế nhá, chứ không phải là đồ ngọt từ trái cây đâu. Đường ở trong trái cây á là đường tự nhiên. Còn đường tinh chế á là rất độc hại. Thì trước bữa ăn á mà ăn đồ ngọt như là bánh kẹo này, hoặc là làm mà chai Coca-Cola này, hoặc là uống nước ngọt, nước tăng lực ý, thì xin thưa các anh chị, đến bữa chính là không muốn ăn nữa. Không muốn ăn nữa. Tại sao vậy? Khi chúng ta uống nước ngọt, đường tinh chế đấy á, uống vào cái gluco trong máu nó tăng lên vọt. Và khi mà gluco nó tăng lên á thì nó ức chế cảm giác thèm ăn. Thành ra khi mà chúng ta ăn đồ ngọt tinh chế trước bữa ăn á là đến bữa chính có muốn ăn nữa đâu. Và nếu mà chúng ta cố nhồi nhét vào á thì nó cũng không đủ dịch vị để tiết ra đâu. Bởi vì cái đường tinh chế đấy rất khó tiêu. Khi chúng ta uống vào nó tiêu hao rất nhiều khoáng ở trong người chúng ta. Cái đường tinh chế đấy á, cái nguyên lý hoạt động của nó giống như là ma túy đá, nhưng mà nồng độ của nó thấp hơn nhiều. Thì khi chúng ta uống vào một cái á, chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái và khỏe khoắn, nhưng đó là trạng thái ảo, bởi vì cơ thể chúng ta nó phải tiết ra ồ ạt các khoáng, các ion kim loại kiềm, các khoáng tố, các enzyme để trung hòa nồng độ đường trong máu và đào thải cái đường có hại đấy ra khỏi cơ thể chúng ta. Thì chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái ngay lúc đó. Nhưng cái sự sảng khoái đó chính là cơ thể chúng ta đã tiêu hao rất nhiều chất tốt ở trong người. Thành ra nếu mà chúng ta cố nhồi nhét thì thức ăn ăn vào á nó lại sinh thối ở trong trong đường ruột và nó trở thành những cái chất có hại. Lúc đó nó trở thành rác thải ở trong đường ruột chứ không phải là thức ăn nữa. Do đó là tuyệt đối trước bữa ăn chính thì không bao giờ được ăn bánh kẹo. Và tốt nhất á, là bỏ những cái thực phẩm đấy ra khỏi cái khẩu phần ăn của mình, bánh kẹo á, hoặc là uống trà sữa các thứ á, rất là nguy hiểm. Mọi người có hình dung được điều này không ạ? Nếu như các chị thấy cái chương trình giá trị và có lợi ích cho cộng đồng thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ các chị nha. Nam Hà biết ơn tất cả quý chị rất là nhiều. Nam đã chia sẻ rất nhiều lần rồi là mỗi một ngày chúng ta chỉ cần ăn 2 bữa thôi. Hãy bỏ đi một bữa trong ngày. Sự thật á, chúng ta không ăn bữa tối hoặc không ăn bữa sáng nó cũng không bao giờ ảnh hưởng gì đến sức khỏe chúng ta đâu. Mà nếu chúng ta có cố nhồi nhét vào á thì nó trở thành bất lợi. Hãy để cho đường ruột được thở, hãy để cho đường ruột được nghỉ. Thực sự bản thân Nam bây giờ một ngày cũng chỉ ăn 2 bữa thôi. Bởi vì chúng ta đã nhồi nhét vào á, hàng chục năm rồi. Và cái đường ruột chúng ta, cái dạ dày chúng ta nó giống như là nấm mồ chôn thức ăn không đáy. Và chưa bao giờ nó được ngơi nghỉ. Mà nếu chúng ta cứ cố nhồi nhét ấy thì á cái rác thải trong người chúng ta nó rất nhiều và cái cơ chế kích hoạt tái chế cái rác thải trong người chúng ta không bao giờ diễn ra. Nên là chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái mệt mỏi kéo dài là bởi vì chúng ta không bao giờ được kích hoạt cái cơ chế tái chế rác thải trong người chúng ta. Mọi người nhớ giúp cho Nam thế này, nếu mà chúng ta không ăn á 3 tháng sau chúng ta mới chết. Và lúc nào trọng lượng cơ thể chúng ta nó sụt quá 45% á thì lúc đó mới nguy hiểm.
còn dưới 45% thì vô tư, không sao hết. Và trong khoa học chữa lành ấy thì nhìn ăn chính là phẫu thuật không dao kéo, nó có thể chữa lành bất kỳ một loại bệnh nào, nó là phẫu thuật không dao kéo. Tại sao mà nhìn ăn nó lại là chữa lành? Bởi vì không ăn á thì đường ruột sẽ được ngơi nghỉ, không tiêu hao năng lượng, không tiêu hao enzyme dành cho việc tiêu hóa. Đường ruột sẽ được nghỉ ngơi và nó sẽ biết ơn mình rất nhiều. Thứ hai á, rác trong người chúng ta sẽ được gom lại và tái chế thành protein đặc trưng. Như vậy chúng ta lại vừa không tiêu hao năng lượng mà chúng ta lại có năng lượng. Đó là điều kỳ diệu của sự chữa lành của cơ thể đấy các anh chị. Thế nếu mà nhìn ăn dài ngày, nhiều người không có làm được bởi vì không có ý chí nghỉ lực. Và nghe người này nói khác á thì sẽ từ bỏ. Nhưng nói thật với các anh chị, Nam đã gặp những người bị ung thư á, họ đã nhìn ăn và họ đã khỏi bệnh. Thực sự như vậy. Và bản thân Nam á, làm cái liệu trình nhìn ăn á, là để chứng nghiệm cái điều đấy. Và Nam thấy nó đúng. Nó là quá hay luôn, quá tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn ăn gián đoạn. Nhìn ăn gián đoạn là gì? Một ngày chúng ta bỏ đi một bữa thôi. Bữa sáng hoặc bữa tối, tùy lựa chọn của chúng ta. Khi chúng ta bỏ đi một bữa thì đường ruột chúng ta sẽ được nghỉ ngơi 18 tiếng một ngày. Khi chúng ta bỏ bữa tối, có phải là chúng ta ăn trưa vào lúc 12 giờ thì đến tối là 6 giờ tối là được 6 tiếng. Từ 6 giờ tối mà đến 6 giờ sáng ngày mai ấy, là thêm 12 tiếng, có phải là được 18 tiếng không? Là đường ruột được ngơi nghỉ. Còn nếu mà chúng ta bỏ bữa sáng thì 6 giờ tối chúng ta kết thúc bữa tối đúng không? Thì đến 6 giờ sáng là được 12 tiếng. Chúng ta bỏ bữa sáng đến 12 giờ trưa chúng ta mới ăn, có phải là được thêm 18 tiếng không? Và hai cái thời điểm mà khó tiêu nhất, hai cái thời điểm mà cái dạ dày chúng ta nó không tiết đủ dịch vị để tiêu hóa chính là sáng và tối, sáng và đêm nhé. Bởi vì cơ thể chúng ta nó hoạt động nó phải đồng điệu với cái nhịp độ sinh học của tự nhiên. Không thể chúng ta ăn 12 giờ đêm á mà nó tốt bằng ăn bằng 12 giờ trưa được. Bởi vì 12 giờ đêm là giờ đi ngủ mà. Còn 12 giờ trưa là cái khoảng thời gian đỉnh cao nhất mà cái đường ruột chúng ta nó tiết ra đầy đủ dịch vị axit để tiêu hóa. Không tin, ngày mai buổi sáng chúng ta hãy đi ăn thật nhiều thịt vào. Hãy ăn thật nhiều dầu mỡ vào. Chúng ta sẽ ôm bụng chúng ta. Và chúng ta sẽ thấm được cái nỗi khổ của việc đó là ăn sáng là quá nhiều. Bởi vì trên giường tụt xuống chúng ta mới ngủ dậy thì cái dạ dày chúng ta nó chưa sạch. Thậm chí là trong cái dạ dày chúng ta nó có nhiều cái chất độc hại, dịch vị dư thừa trong đấy rất là nhiều. Do đó là trên giường tụt xuống, tại sao chúng ta phải uống một ly nước ấm để nó rửa sạch toàn bộ đường ruột chúng ta? Đó. Chứ còn trên giường tụt xuống mà làm bát phở là nguy hiểm lắm. Cái sợi bún sợi phở đấy nó là tinh bột tinh chế, nó là hàn the trong đấy rất nhiều. Thành ra ăn vào là thối rữa sinh thối bên trong, rất là nguy hiểm. Thêm thịt bò, người ta xào tái lăn các thứ đấy, dầu mỡ rất độc hại. Rồi thì mì chính, nước hầm đấy nó làm nó không tự nhiên nữa, thì ăn vào là cực kỳ nguy hiểm, sinh bệnh. Do đó chúng ta cố nhồi nhét vào thì sao? Nó lại có hại cho cơ thể chúng ta.
Thay vì thế á, bữa sáng chúng ta chỉ ăn trái cây thôi, trái cây tươi ngon, hoặc là một ly nước ép rau củ. Buổi sáng Nam chỉ có làm một ly nước ép rau củ thôi các chị. Một là nước ép cà rốt cộng với dưa leo, hai là nước ép dưa leo. Đó. Thì nó vừa ngon vừa dễ tiêu. Nước ép rau củ hoặc trái cây tươi ngon, mình ăn vào nó không tiêu hao enzyme ở đường ruột mà nó tiêu rất là nhanh, rất nhẹ nhàng. Còn cái bữa mà chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ nhất ý, đó chính là bữa trưa. Bởi vì á, khi chúng ta ngủ dậy, khi chúng ta ngủ dậy á, thì cái thời điểm mà chúng ta ngủ dậy trước bình minh ấy là trước 6 giờ sáng. Thường là 5 giờ thức giấc là hợp lý nhất. Thì 5 đến 7 giờ là cơ thể sẽ cố tống các chất độc ra khỏi người chúng ta bằng cách đó là chúng ta đi đại tiện, đúng không? Sau đó đến, nếu mà chúng ta ngủ dậy muộn á thì khoảng 9 10 giờ thì nó mới tống ra được hết. Thì đến khoảng 11 12 giờ thì nó mới sẵn sàng để tiếp nhận thức ăn mới. Mọi người hình dung điều này không? Còn nhiều người còn ngủ nướng mà ngủ dậy muộn nữa mà không bài tiết được chất độc ra ngoài thì trong người á, phân độc hại để nó sẽ ngấm ngược trở lại vào người, rất là nguy hiểm. Nên là cái bữa quan trọng nhất á chính là bữa trưa. Chứ Nam thấy nhiều người đây á, đó là bữa trưa lại là hời hợt nhất. Bởi vì sao? Họ đi làm công sở và họ đi ăn á, cơm bụi bên ngoài. Bữa sáng thì đi ăn bánh mì, mà bánh mì chính là tinh bột tinh chế rất độc hại. Hoặc là đi ăn phở, các sợi bún sợi phở đấy chính là tinh bột tinh chế rất độc hại, nó bất lợi hoàn toàn cho đường ruột chúng ta. Và buổi tối về á, thì cố nhồi nhét để ăn bù, bởi vì buổi sáng buổi trưa ăn chưa có chứ được nhiều, mà buổi tối lại ăn muộn nữa. Cái thời gian lý tưởng nhất để kết thúc bữa tối á, chính là 5 đến 6 giờ chiều. Người nào đi muộn thì người nào đi làm về muộn thì muộn nhất cũng phải là 7 giờ. Nhưng mà có nhiều người 8 9 giờ rồi còn lôi nhau đi nhậu và đi ăn uống nữa. Thì xin thưa các anh chị, cái thời gian buổi tối á là thời gian nghỉ ngơi của nội tạng của đường ruột mà chúng ta lại cố nhồi nhét vào. Sau đó chúng ta lên giường chúng ta đi ngủ á thì trong bụng chúng ta đều là chất độc, là rác thải. Do đó vì sao mà bệnh dạ dày bây giờ nhiều là bởi vì sao? Vô tình kết hợp thực phẩm không đúng và chúng ta ăn uống không thuần theo nhịp độ sinh học của tự nhiên. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi các anh chị ạ. Các anh chị không tin, các chị hãy thử một tuần chúng ta hãy bỏ đi hai ngày không ăn sáng hoặc không ăn tối. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình không ăn mà tại sao mình rất năng lượng và khỏe. Bởi vì cái não của chúng ta và cơ thể chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả khi mà nó rơi vào cái trạng thái bao tử rộng. Lúc đấy chúng ta đang thưởng thức cơn đói thực sự. Còn á, lúc mà cái đường ruột chúng ta nó sạch rồi và cơ thể chúng ta nó nhạy cảm á, hễ chúng ta ăn vào cái là chúng ta bị buồn ngủ. Bởi vì ăn vào là tiêu hao năng lượng. Mà nếu mà ăn sai, ăn không đúng nữa thì lại cực kỳ có hại cho cơ thể. Nhưng mà chúng ta nhìn không ăn á thì cơ thể sẽ lấy năng lượng ở trong trong các mô cơ, rác ở trong các tế bào rất nhiều. Đó. Nó sẽ thu dọn lại cho mình và tế bào chúng ta sạch. Các chị hình dung điều này không ạ? Đặc biệt á, những người già mỗi một ngày chỉ nên ăn hai bữa thôi, thực sự luôn. Và rất nhiều người nghe cái chương trình Nam chia sẻ, bây giờ họ đã bỏ bữa tối á, thì họ thấy rằng họ ngủ rất ngon và họ ngủ rất sâu giấc. Tại vì sao vậy? Bởi vì bao tử rỗng thì đi vào giấc ngủ rất dễ dàng. Đó, nội tạng sẽ được nghỉ ngơi triệt để vào khung giờ vàng khi chúng ta đi ngủ.
Thì khi chúng ta thức dậy buổi sáng, chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái, năng lượng và người sẽ nhẹ nhàng. Nó là như vậy. Và bây giờ một ngày Nam cũng chỉ ăn có 2 bữa thôi. Nam chỉ ăn bữa trưa và bữa tối. Còn bữa sáng Nam chỉ uống nước ép rau củ hoặc là không ăn. Đó. Nhưng mà người rất năng lượng. Người rất là năng lượng các chị ạ. Nha, thì đây là một cái chủ đề mà rất nhiều người hỏi. Thì Nam làm luôn để chia sẻ cho tất cả mọi người. Và nếu như các anh chị mà thấy giá trị á, thì mỗi một người hãy kỷ niệm cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ các anh chị ạ. Và Nam Hà biết ơn tất cả của anh chị rất là nhiều nhé. Hãy kỷ niệm cho Nam Hà một nút chia sẻ. Nam Hà cảm ơn tất cả của anh chị rất là nhiều. Và các anh chị ạ, bây giờ là thời điểm mùa hè rồi. Cái thực phẩm cực kỳ tốt cho cơ thể chúng ta chính là nước ép rau củ. Nước ép rau củ. Nước ép rau củ nó sẽ làm sạch mạch máu, nó sẽ chữa lành cho cơ thể chúng ta rất hiệu quả. Và cái nước ép rau củ mà Nam khuyên tất cả quý chị nên uống ở đây á, đó là nước ép cà rốt cộng với cải bỏ xôi, hoặc nước ép cà rốt cộng với củ cải đỏ, hoặc là nước ép cà chua cực kỳ tốt. Nếu mà một tuần mà chúng ta không ăn gì, chúng ta chỉ uống nước ép rau củ thôi á, nó chữa được cho chúng ta rất nhiều loại bệnh. Hoặc là trong vòng 10 ngày. Bởi vì cứ 10 ngày á thì máu chúng ta nó sẽ thay mới một lần. Và nếu mà 10 ngày chúng ta ăn sạch, uống sạch á, thì toàn bộ mạch máu chúng ta nó đã làm mới lại và nó đã chữa lành bệnh cho chúng ta rất nhiều rồi. Nước ép rau củ quả chúng ta uống bao nhiêu cũng được. Một lần chúng ta có thể uống 500 đến 1 lít. Một ngày chúng ta có thể uống 2 lít, 3 lít. Cực kỳ tốt. Đó. Vừa rồi Nam gặp một người chị tên là chị Khuyên. Chị này á ở Hà Tây, chị này bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối và đã truyền hóa chất vào người 5 mũi rồi. Và chị ấy không chấp nhận cái số phận của mình là mình chết bởi cái căn bệnh ung thư đại tràng này. Và chị ấy đã tự chữa lành bệnh cho mình. Các anh chị ạ. Bằng cách đó là nhìn ăn và uống nước ép rau củ. Ví dụ là về quê sẽ tìm những cái loại rau như là rau má này. Đó, các loại rau củ này. Cải tím này, củ dền này. Rồi cà rốt này, dưa leo này, các loại rau màu xanh đậm như là rau ngót này, đó, các loại rau cải này, cải xoăn các thứ này, chỉ có ăn thực vật thôi, đó, mà bây giờ chị rất là khỏe mạnh, nên là điều tuyệt vời nó nằm chỗ đó các chị ạ, nhá. Ok, cảm ơn tất cả quý chị rất là nhiều, chúc cho tất cả quý chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu các chị thấy chương trình có giá trị thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Nam Hà cảm ơn tất cả của chị rất là nhiều. Lúc này có chị comment là có cho thêm đường không? Xin thưa các chị không ạ. À. Trong rau củ đã có đường rồi, có đường fructose trong đấy rồi. Và đường ở trong tự nhiên, trong rau củ thì rất tốt cho cơ thể chúng ta. Chứ còn thêm thìa đường mà đường tinh chế nữa là rất độc hại. Kể cả cái đường mà Nam đang dùng nó là đường đỏ, đường thô á, thì nó có tính kiềm. Nó sẽ đỡ độc hại so với đường tinh chế là đường trắng ấy. Đường trắng là rất độc hại. Các anh chị nhé. Cái đường miếng mà đường thô, đường đỏ thì nó có tính kiềm. Hoặc là mật ong, rất tốt. Nhưng mà chúng ta mà ăn cái đường tinh chế hoặc là đường hóa học là rất độc hại. Ok, Nam xin phép được chia sẻ những cái chủ đề đó lần sau nha. Rồi, Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại cả nhà trong những chương trình giao lưu sức khỏe lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay
trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.